Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai thì vẫn liên quan tới cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024 và sự phá sản của những kẻ được xem là kích động đám đông đường phố. Quý vị, năm nay, từ đầu năm tới bây giờ, thì phía Đảng Dân Chủ đã tìm đủ mọi cách kích động. Tuy nhiên, sự kích động của họ hoàn toàn thất bại. Đầu tiên hết là, quý vị, cái việc mà từ năm ngoái, khi mà ông Trump từ năm 2022, quý vị, cuối 22, đầu 23, thì ông Trump tuyên bố ra tranh cử. Và trong suốt năm 2023, có nhiều trò kích động của Đảng Dân Chủ về súng đạn, về trắng và đen, tức là sự phân biệt chủng tộc, cho tới việc kích động cái giới đồng tính, rồi kích động luôn cả cái phong trào phụ nữ để mà khuấy động cho cái mùa bầu cử năm nay. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực của họ đều thất bại. Người dân đã không còn tụ tập trên đường phố giống như những kỳ bầu cử trước. Rồi sau khi mà xảy ra cái biến cố mà phía Hamas tấn công Do Thái vào ngày 7 tháng 10, dẫn tới việc mà Do Thái bắt đầu mở cuộc chiến tấn công vào dải Gaza, thì quý vị, những kẻ được xem là kích động biểu tình và kích động đường phố lại bắt đầu có thêm cái cớ để có thể tạo ra những cái cuộc bất ổn. Trong đó thì họ đã phối hợp giữa những nhóm ủng hộ Palestine, những kẻ đi theo chủ nghĩa bài Do Thái và những kẻ được xem là hoạt động cho môi trường, đã cấu kết với nhau để mà chiếm lĩnh tất cả các trường đại học nhằm có lẽ kích động và kéo dài cuộc biểu tình. Tuy nhiên thì quý vị, nó lại không thành công. Gần như là các trường đại học bây giờ có một cái thái độ cứng rắn sau khi có áp lực từ quốc hội cho tới người dân. Thì quý vị, và kể cả những sinh viên trong trường học, thì quý vị, cái phong trào phản chiến, tức là anti-war, đã bắt đầu nhúng vào trong cái vụ gọi là kích động trên đường phố để tái lập lại cái quyền lực của họ. Cuối cùng cũng không thành công. Quý vị, cho tới giờ phút này, không có một biến động lớn nào xảy ra kể từ đầu năm tới bây giờ. Và kể cả việc mà ông Trump bị định tội, thì quý vị, họ nghĩ rằng sẽ kích thích được cái việc mà những người bảo thủ, những người ủng hộ cho ông Trump sẽ tỏ ra bất mãn, tức giận, và họ khiêu khích những người này để gây ra cái tình trạng bất ổn trên toàn xã hội. Tuy nhiên, họ cũng không thành công. Thì quý vị, có lẽ năm nay là mùa bầu cử lần đầu tiên chúng ta sẽ chứng kiến được sự phá sản, cái mà tôi gọi là đám đông đường phố. Quý vị, nó phải nói rằng bắt đầu khởi đi từ cái phong trào dân quyền của Hoa Kỳ ở thập niên 1960 sau cái chết của ông Kennedy, tức là sau năm 1963. Thì quý vị, bắt đầu từ sau cái chết của Kennedy, thì lúc đó người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu lao vào một cái cuộc chiến mới, đó là cuộc chiến về quyền dân sự. Và người lãnh đạo tinh thần của phong trào này là mục sư Martin Luther King. Mục sư Martin Luther King đã thành công trong, nhưng mà ông thì là cái người thúc đẩy một cái cuộc gọi là lên tiếng ôn hòa, tức là các cuộc biểu tình của phong trào dân quyền trở nên ôn hòa hơn. Thì quý vị, tuy nhiên thì nó bắt đầu từ cái dấu mốc này và nó dẫn tới một cái truyền thống của Hoa Kỳ suốt 60 năm qua. Quý vị, sau khi mà mục sư Martin Luther King bị bắn bất ngờ năm 1968, thì phong trào dân quyền bị khựng lại. Thì những kẻ lợi dụng phong trào nhân quyền, tức là phong trào dân quyền đó, những kẻ này là ai? Những kẻ mang cái tư tưởng khuynh tả từ Âu Châu. Quý vị, nó bắt đầu tìm cách gọi là gây dựng cái phong trào, tiếp tục giữ cái lửa biểu tình để có thể kích động và giành quyền lực ở trên cái chính trường Hoa Kỳ. Và nó đẻ ra cái phong trào gọi là phản chiến, tức là anti-war, trong cái thời chiến tranh Việt Nam. Thì quý vị, phong trào phản chiến đã thành công. Có thể nói là trong giai đoạn cuối 60 và đầu thập niên 70, nó đã thành công. Và họ đã thành công trong việc mà gây dựng được thế lực của họ tại Hoa Kỳ. Họ đã kéo sập cái chính quyền của ông Nixon xuống. Tức là ông Nixon phải từ chức sau khi mà xảy ra cái biến cố của Watergate. Tức là cái biến cố mà cơ quan tình báo CIA đã đặt máy nghe lén. Thì quý vị, sau vụ này thì ông Nixon từ chức.
và sau khi ông Nixon từ chức và ông Ford lên và bầu cử lại, thì kết quả quý vị, Jimmy Carter đã thắng cử năm 1976. Thì quý vị, Jimmy Carter cũng giống như Chauvin bây giờ. Lúc đó ông ta nhờ vào cái phong trào biểu tình phản chiến mà chiếm được quyền điều hành quốc gia. Thậm chí là Thượng viện, Hạ viện nằm trong tay của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên quý vị, chỉ có 4 năm thôi. Từ năm 1976 cho tới năm 1980, thì với cái cách điều hành của Jimmy Carter đã dẫn tới một hậu quả nước Mỹ tan nát. Nước Mỹ tan nát sau cái hậu quả của cái gọi là phong trào phản chiến biểu tình trên toàn quốc. Và thứ hai là nước Mỹ tan nát sau khi mà chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Nó gọi là hội chứng Việt Nam, tức là Việt Nam Simple. Thì quý vị, đây là cái cách đặt tựa của những tên cánh tả nằm trong hệ thống giáo dục và hệ thống gọi là sáng tác về văn học của nước Mỹ. Nó gọi là Việt Nam Simple, tức là một cái hội chứng Việt Nam. Thì quý vị, cái hội chứng Việt Nam này cộng thêm cái tình trạng tan rã giữa các phe phái trong phong trào phản chiến, giành quyền lực, đã dẫn tới sự thất bại của Jimmy Carter. Năm 1980, ông Reagan đã thắng cử và ông đã ngồi 2 nhiệm kỳ cộng thêm với một nhiệm kỳ của Bush, tức là Đảng Cộng Hòa nắm 12 năm ghế hành pháp. Thì quý vị, đây là cái hậu quả xảy ra sau cuộc chiến Việt Nam. Khi mà cuộc chiến Việt Nam chấm dứt và dẫn tới tình trạng là sự tan rã của cái phong trào phản chiến cấu kết với rất nhiều những phe phái khác nhau gây loạn lạc trong xã hội Hoa Kỳ. Và quý vị, điều này chúng ta đã chứng kiến được từ năm 1976 cho tới năm 1992. Chúng ta chứng kiến được sự gọi là chọn lựa của cử tri Hoa Kỳ. Quý vị, năm nay 2024 cũng tương tự như vậy. Tức là cái phong trào quậy phá của Đảng Dân Chủ ở giai đoạn ông Trump cầm quyền, tức là 2017 cho tới năm 2021. Thì quý vị, thứ nhất là họ bắt đầu vẽ lên cái hình ảnh Donald Trump rất tệ hại. Họ kích động biểu tình khắp nơi. Có thể nói là những năm đầu ông Trump cầm quyền là loạn lạc ở khắp nơi. Chỗ nào cũng biểu tình, cũng kích động, cũng thậm chí là nổ súng hàng loạt. Rất là nhiều những biến cố xảy ra. Và cái điểm cao nhất là cuộc biểu tình George Floyd năm 2020. Quý vị, nó kích động trên toàn quốc. Nó kích động trên toàn quốc và những kẻ tràn ra đường biểu tình, quậy phá, đốt phá, cướp phá đã xảy ra. Thậm chí quý vị, nó còn được tác động bởi những nhân vật của chính trị ở bên Đảng Dân Chủ, từ Nancy Pelosi cho tới những kẻ cấp tiến đều quỳ gối trước cái chết của George Floyd. Tức là nó dùng những cái hành động này để nó kích động rất là mạnh mẽ. Thì quý vị có thể nói rằng là từ thập niên 60-70 thì cái phong trào đám đông đường phố đã trở thành một thứ quyền lực cho mỗi mùa bầu cử. Người dân Hoa Kỳ phải đối diện với cái quyền lực này, nó uy hiếp vô cùng. Tại vì mỗi một lần mà biểu tình trên đường phố thì cái hậu quả biểu tình đó là cướp phá, đốt phá và đập phá. Gần như là các quý vị đã chứng kiến được suốt từ thập niên 70 cho tới bây giờ rồi. Thì quý vị, khi mà phong trào phản chiến tan rã vì sự chia rẽ ở cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, họ ngóc đầu không nổi. Cho tới lúc mà ông Bush con lên làm tổng thống năm 2003, thì quý vị, đám này đã ngóc đầu trở lại và bắt đầu thực hiện cái cuộc biểu tình phản chiến khắp thế giới chống lại Bush con. Tuy nhiên thì nó cũng không thắng, nó cũng không quậy nổi, bởi vì mới có 2 năm sau cái biến cố 911, người dân Mỹ còn có rất nhiều những đau thương và sự phẫn uất của họ trong cái cuộc mà gọi là khủng bố vào ngày 11 tây tháng 9 năm 2001. Do đó quý vị, đám phong trào phản chiến này đã ngóc đầu không nổi. Đã bị đè bẹp ở ngay tại Mỹ. Nó chỉ có xuất hiện ở Âu Châu thôi. Đặc biệt là ở Tây Ban Nha và ở Anh. Còn tất cả quý vị, gần như là cái phong trào phản chiến đã không ngóc đầu nổi để quậy phá. Thì quý vị, cho tới khi mà ông Trump lên, thì quý vị, đám phong trào phản chiến, tại vì không có mục đích cho nó biểu tình, cho đám phong trào phản chiến núp lại, không dám lú ra. Thì lú ra lại là những cái phong trào được mô tả với cái tên rất danh rất đẹp là dân quyền. Nhưng mà thật sự quý vị, nó không phải là phong trào dân quyền. Nó mượn danh nghĩa dân quyền để nó kích động biểu tình thôi. Thì quý vị, 2020 được xem là cao điểm nhất khi mà George Floyd bị chết. Thì quý vị, người dân lúc đó là nó gần như là cả một cái xã hội Hoa Kỳ đều loạn hết. Thứ nhất là đại dịch.
và thứ hai là cái tình trạng mà cái chết của George Floyd nó kích động khá nhiều. Antifa hay Black Lives Matter thời điểm đó đã kích động rất nhiều. Thì quý vị, kết quả thì đương nhiên ông Trump thua cử, nhưng kết quả mà mang tính chất tích cực, người dân Mỹ chứng kiến một cách kinh hoàng sự quậy phá và quyền lực của đám đông đường phố. Đám đông đường phố này nó uy hiếp tất cả mọi người. Nó uy hiếp tới các chính trị gia, những ai mà gọi là có thái độ gọi là phản đối hay là có thái độ gọi là cứng rắn với cái đám đông đường phố này đều bị kết án tù rất nặng. Điển hình là năm đó quý vị nhớ là có một cặp vợ chồng luật sư, họ khi mà đám Black Lives Matter đội bước vào cái property của họ, tức là cái khu đất của họ, họ xách súng ra, thì bây giờ cặp vợ chồng đó bị kết án rất nặng nề. Không kết án những kẻ xâm nhập bất hợp pháp mà đi kết án cặp vợ chồng cầm súng bảo vệ tài sản của mình. Thì quý vị, người dân Hoa Kỳ chứng kiến được tất cả những cái quyền lực của đám đông đường phố. Tôi gọi là đám đông đường phố, tức là nó sử dụng sự, cái lúc đầu là biểu tình ôn hòa, rồi từ biểu tình ôn hòa nó biến thành những cuộc bạo động, những cuộc đập phá, đốt phá và cướp phá. Và những cái cuộc đập phá, đốt phá và cướp phá này nó biến những con người ở dưới đường phố đó trở thành những kẻ vô luật pháp, trở thành những kẻ hung hăng, tàn bạo. Thì quý vị, người dân Hoa Kỳ chứng kiến được ở năm 2020, họ kinh hoàng với lại cái đám đông này. Có thể nói là người dân Hoa Kỳ rất kinh hoàng với cái đám đông này năm 2020. Nó không những đập phá tích, nó cướp phá, nó đập phá, mà nó còn phá luôn cả cái lịch sử Hoa Kỳ. Nó đem tất cả những cái biểu tượng, những cái bức tượng từng đã được dân chúng Hoa Kỳ xây dựng một cách kính trọng, nó đập nát hết luôn. Nó đập nát hết luôn. Và quý vị, sự tham lam của nó chưa dừng lại. Sự tham lam của nó chưa dừng lại. Và quý vị thấy ngày trong cái năm ngoái năm kia, thành phố San Francisco đã thông qua, nó là quận San Francisco thì đúng hơn, đã thông qua cái luật là bồi thường cho những nạn nhân của chế độ nô lệ. Thì quý vị thấy là nó tham lam tới mức là bây giờ nó bắt người dân Hoa Kỳ phải bỏ tiền túi ra bồi thường cho những chuyện mấy trăm năm trước. Quý vị, có thể nói rằng là thật sự không phải là do người da đen, mà do cái đám đứng phía sau kích động. Và đám đứng phía sau kích động này, thì quý vị, nó một phần là nó trục lợi rất là nhiều trong cái các cái cuộc gọi là biểu tình trên đường phố. Và thứ hai là những kẻ mà được xem là xuất hiện trong các cuộc biểu tình la lớn nhất, hô to nhất và có những hành động hung hăng nhất lại là những kẻ được trả tiền. Được trả tiền để làm điều đó. Thì quý vị, còn những đám đông khác thì họ chỉ theo cái phong trào, họ theo cái trend và họ nhào xuống đường thôi. Do đó, tôi có thể nói là cái cao điểm nhất của cái xã hội Mỹ là năm 2020. Có thể nói nó lên tới mức cao điểm, tới mức mà chính trị gia cỡ như Nancy Pelosi mà còn phải quỳ gối trước cái chết của George Floyd. Thì quý vị biết là lúc đó nó lên tới mức cực điểm và dân Mỹ bừng tỉnh. Sau biến cố của George Floyd, dân Mỹ bừng tỉnh. Họ không tưởng tượng được là những cái cuộc quậy phá này nó đẩy nước Mỹ tới một cái mức độ tan nát như vậy. Mà tới mức mà những chính trị gia họ kính trọng lại đi quỳ gối trước một tên tội phạm, là cái xã hội bị đảo lộn hết rồi. Cộng thêm 4 năm nay, Joe Biden điều hành vùng máy quốc gia trở nên loạn lạc hơn, tức là hỗn loạn hơn. Quý vị, dân Mỹ bắt đầu sợ hãi. Bây giờ bất kỳ một lời kích động nào họ đều không đáp ứng. Do đó quý vị, kể từ ngày 7 tây tháng 10 năm ngoái, khi mà Hamas tấn công vào Do Thái, dẫn tới việc Do Thái tấn công nhóm ở dãy Gaza, và nó đã bùng nổ ở trên 30 trường đại học. Tức là đám ủng hộ Palestine này, nó kích động biểu tình trên 30 trường đại học, và trước đó nó đã bắt đầu chiếm lĩnh tất cả các cái đường phố để nó kích động bạo động. Quý vị còn nhớ tháng 11 năm ngoái là cái hội nghị APEC tại San Francisco, nó chiếm luôn, nó chận luôn cây cầu luôn. Nhưng mà quý vị, nó không kích động được trên toàn quốc. Nó kích động, nó lên tiếng trên mạng xã hội là chúng tôi sẽ tổ chức biểu tình trên toàn quốc, nhưng kết quả không có ai đáp ứng. Cuối cùng nó chỉ có nhiêu? Vài trăm người. Mỗi một khu vực như vậy chỉ có vài trăm người thôi. Chứ không có được cái đám đông hàng chục ngàn người giống như nó tưởng tượng. Và vài trăm người này, nó tìm cách kích động mạnh lên để nó quậy phá, nhưng không thành công. Từ đầu năm tới bây giờ luôn, quý vị thấy là không có một cái trận kích động nào. Thậm chí cái đám anti-war, tức là cái đám mà chống chiến tranh, đám phản chiến đó,
bây giờ bắt đầu tụ hội lại để mà kích động biểu tình, nhưng cũng không thành công. Bây giờ nó đang đe dọa tới hai cái đại hội của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ thì tổ chức đại hội ở tại Chicago, Đảng Cộng Hòa thì tổ chức đại hội tại Milwaukee. Thì quý vị, nó đe dọa thậm chí là cái cuộc đại hội của Đảng Cộng Hòa nó bắt là phải cho nó đứng gần những cái người mà đi dự, tức là cảnh sát của Milwaukee. Họ đưa ra một cái plan để bảo đảm sự an toàn cho các phía anh muốn biểu tình đứng xa đó một dặm, đứng xa đó một dặm xung quanh cái nơi của nó. Thì nó không chịu, nó khởi đơn nó kiện, nó đòi phải cho nó đứng sát vào cái chỗ cái building mà để tổ chức cái đại hội Đảng Cộng Hòa. Thì quý vị, rõ ràng nó có mục đích là lợi dụng cái đại hội này nó quậy phá. Rồi quý vị, cái đám mà biểu tình phản chiến, mà cái đám biểu tình mà ở ủng hộ Palestine đó, nó đe dọa luôn cái cuộc đại hội đảng của Đảng Dân Chủ ở tại thành phố Chicago. Tức là bây giờ bên Đảng Dân Chủ còn đang cân nhắc là sẽ tổ chức cái đại hội online hay là thực tế, họ chưa quyết định đó. Còn bên Đảng Cộng Hòa thì họ vẫn duy trì cái của họ, có điều là họ làm việc với lại thành phố Milwaukee là phải bảo đảm cho cái người về dự phải giữ khoảng cách giữa những kẻ biểu tình chống đối và những người về dự. Thì cảnh sát đã lập ra một cái rào cản, cái hàng rào là họ phải đứng biểu tình, họ muốn nói gì nói, không ai cản họ hết, nhưng mà phải đứng xa, phải đứng giữ một cái khoảng cách xa đối với lại cái những người đến tham dự cái đại hội Đảng Cộng Hòa. Thì quý vị, bây giờ nó kiện, nó đòi phải cho nó đứng sát bên đó luôn để người ta nghe được tiếng nói của tụi nó. Thì quý vị, cho thấy rằng là nó đang kích động rất nhiều, là nó sẽ kích động cái sự xung đột, bởi vì cái đám này đi vào tuyệt vọng rồi. Mấy chục năm nay nó tạo dựng được quyền lực ngầm là nhờ cái đám đông trên đường phố, uy hiếp được người dân Hoa Kỳ. Người dân Hoa Kỳ không muốn phiền phức, không muốn dính vào, cho nên họ né ra. Còn bây giờ quý vị, gần như là họ phản ứng ngược lại. Họ phản ứng ngược lại và họ biết được cái đám này là dùng mọi mục tiêu để khiêu khích họ. Thì quý vị, nó không thành công. Do đó tôi nói cái mùa bầu cử năm 2024 này, lần đầu tiên tôi sẽ chứng kiến được sự phá sản của những kẻ lợi dụng đám đông đường phố biến thành một thứ quyền lực để giành chiến thắng hay là để giành những cái lợi lộc cho mình. Thì bây giờ đi vào phá sản hoàn toàn. Nó bắt nguồn từ thập niên 60. Nó bắt nguồn từ cái phong trào dân quyền ôn hòa của mục sư Martin Luther King. Rồi nó biến thể thành phong trào phản chiến. Rồi quý vị, từ phong trào phản chiến bị xẹp sau khi ông Reagan lên, thì quý vị, đến thời 90 thì nó chuyển qua thành trắng đen, kỳ thị trắng đen sau cái vụ của Rodney King ở Los Angeles. Thì nó biến thành là nước Mỹ có kỳ thị trắng đen. Và nó cứ đầu tư và cứ cấy vào đầu người dân như vậy, và cấy cái sự thù hận đó vào người da đen như vậy. Cho nên từ Rodney King cho tới cái biến cố của năm 2012, khi mà Obama tái tranh cử trở lại, xảy ra cái chết của cậu thiếu niên ở tại Magusan, 18 tuổi, da đen, bị bắn chết bởi cảnh sát. Nó lập ra phong trào Black Lives Matter năm 2013. Và nó kích động cho tới cái cuộc biểu tình của năm 2020. Thì quý vị nhìn thấy rất rõ ràng là nó sử dụng cái đám đông đường phố rất là nhiều. Và đám đông đường phố này là ai? Quý vị, thứ nhất là thành phần băng đảng đường phố. Thứ hai là những đứa trẻ thiếu suy nghĩ, tức là những đứa vị thành niên hoặc là mới bước qua cái tuổi 18, bị kích động, muốn có chỗ vui chơi, muốn có chỗ để mà xả xú bắp, muốn có chỗ để bày tỏ cái tư tưởng nổi loạn của mình. Và tụi nó đã gia nhập vào cái đám đông đường phố này, trở thành một thứ quyền lực. Cộng thêm những kẻ mà được xem là kích động một cách khéo léo, và cái đám môi trường len lỏi vào cái đám đông đó để mà dấy lên phong trào của họ. Thì quý vị, tôi gọi đấy đó là cái đám đông ô hợp. Một cái đám đông ô hợp chuyên môn đi biểu tình một cách chuyên nghiệp. Có những kẻ là lợi dụng cái đó để thúc đẩy cái tư tưởng khuynh tả và Marxist của mình. Có những kẻ được trả tiền để kích động đám đông. Và quý vị, năm nay thì tình hình khác đi. Năm nay tất cả những cái gì mà nó đã xảy ra phơi bày trước mắt mọi người.
người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu hiểu rõ, muốn nói lên tiếng nói của mình không cần phải ra đường phố biểu tình. Lá phiếu quyết định. Lá phiếu là cái nơi quyết định tất cả tiếng nói của mình, chứ không phải là những cái trò quậy phá ở đường phố. Do đó quý vị, năm nay nó kích động kiểu nào cũng không thành công. Đó quý vị thấy, 30 trường đại học trên toàn quốc biểu tình nghe là rầm rộ dữ lắm, nhưng thật ra mỗi trường đại học có 100 mấy 200 đứa. Tổng số người mà cảnh sát bắt khoảng 3.000 người. Trên 30 trường đại học ở trên toàn quốc. Thì quý vị chia ra mỗi trường đại học nếu trung bình là bao nhiêu người. Tức là mỗi trường đại học chỉ có một độ và tối đa lắm là 300-400 đứa thôi. Mà 300-400 đứa này cũng chưa chắc là người của là sinh viên của trường học nữa. Nó là những người từ bên ngoài vào. Đám sinh viên bị bắt không có bao nhiêu người cả. Nhưng mà cái cách tường trình của đám truyền thông đó thì cho ta chúng ta cảm giác rằng đám sinh viên biểu tình rất đông. Nhưng thật sự quý vị, một trường đại học tại tại lắm là vài ngàn học sinh, vài ngàn sinh viên. Có trường lên tới 10 mấy ngàn sinh viên. Có trường lên tới 10 mấy ngàn sinh viên. Mà số lượng đi biểu tình và chiếm cắm trại trong các trường đại học được bao nhiêu người? 200-300. Và 200-300 này cũng không phải toàn bộ là sinh viên nữa. Từ bên ngoài vào không? Những kẻ đó là ai? Những kẻ biểu tình chuyên nghiệp của phong trào phản chiến. Những kẻ thúc đẩy cho môi trường. Những kẻ đi theo chủ nghĩa bài Do Thái. Và còn lại rất ít là những người ủng hộ Palestine. Và có một ít sinh viên thôi. Còn toàn bộ quý vị là bị cảnh sát shut down hết. Thì quý vị thấy 30 trường đại học, hơn 30 trường đại học mà 3.000 người bị bắt, thì quý vị chia ra mỗi trường bao nhiêu đứa. Trong khi đó những sinh viên còn lại, họ không có tham gia vào phong trào này, họ bị kích động đó. Nhưng mà nói hey, cái chuyện này không có liên quan gì tới tôi hết. Tôi tới đây để tôi học và tôi muốn có một buổi lễ tốt nghiệp đàng hoàng. Quý vị, do đó tất cả những sinh viên trong các trường đại học, tôi không nói sinh viên Do Thái, tôi nói những sinh viên những sắc tộc khác thôi. Người Mỹ, người da đen cho tới người Á Châu, họ không gia nhập vào cái phong trào này. Cái phong trào biểu tình ủng hộ Palestine. Họ chỉ muốn đến trường đi học xong về và họ muốn có một buổi lễ tốt nghiệp đàng hoàng. Họ không muốn bị dính vào mấy cái chuyện này nữa. Do đó quý vị, đám này nó kích động đám trẻ sinh viên không được. Bây giờ nó kích động cái đám trẻ ra ngoài cướp phá đốt phá, đám trẻ nó hê. Ra ngoài đốt phá cướp phá thì vui được mấy tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà cướp được bao nhiêu? Rồi cuối cùng bị trả giá là bị kết án tù. Trong khi ta bán hàng online một ngày ta bán còn hơn số tiền đó nữa. Ta lên online ta bán hàng thôi, ta cũng kiếm hơn số tiền đó rồi. Cần chi phải đem cái mạng mình ra nguy hiểm như vậy? Quý vị, gần như là cái việc kích động cái phong trào ở ngoài xã hội, nó lên cao điểm nhất của năm 2020. Bây giờ nó đi vào tình trạng phá sản hoàn toàn. Không còn ai lắng nghe nữa. Do đó tính tới giờ phút này tháng 6 rồi, giữa tháng 6 rồi. Bây giờ từ tháng 6 tới tháng 11 còn có mấy tháng thôi. Thì bây giờ nó đang tập trung vào mùa hè, đặc biệt là hai cái đại hội của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Nó hy vọng là các cái đại hội này sẽ kích động bùng phát một cái cuộc biểu tình trên toàn quốc. Tuy nhiên giống như tôi nói, nó không khác gì thập niên 70. Toàn bộ phong trào của họ tan rã hết rồi. Thập niên 70 sau chiến tranh Việt Nam thì cái sự tranh giành của các phe phái trong cái phong trào phản chiến đấm đá nhau khiến cho Jimmy Carter bị thất bại ở năm 1980 là do cái đám này nó còn nghe nhau nữa, nó bị chia rẽ và nó chỉ trích cái chính sách thất bại của Jimmy Carter. Do đó năm 80 ông Reagan thắng lớn. Ông Reagan đã thắng rất lớn. Và sau chiến thắng đó và cái sự quậy phá lên tới mức cao điểm của sau chiến tranh Việt Nam đó, từ năm 76 cho tới năm 80 đó quý vị, là cái phong trào đó bắt đầu nó bị tan rã đó. Thì quý vị, cuối cùng Đảng Cộng Hòa nắm 12 năm. Từ 80 cho đến năm 1992. Tức là người dân thời điểm đó họ sợ cái phong trào hippie phản chiến quá. Sự quậy phá và uy hiếp của phong trào này đã khiến cho họ sợ. Và những năm sau đó quý vị thấy 12 năm liên tiếp Đảng Cộng Hòa cầm quyền. Thì bây giờ cái lịch sử nó tái lặp lại. Bây giờ nó đang kích động lên. Nhưng nó kích động không thành công. Và có dấu hiệu giống như tôi đã nói quý vị, Đảng Cộng Hòa nếu ông Trump kỳ này thắng thì có thể Đảng Cộng Hòa nắm 12 năm. Tức là ông Trump một nhiệm kỳ 4 năm.
và cái người sau ông Trump đó sẽ nắm thêm 8 năm nữa. Tại vì người dân sợ, người dân quá sợ cái đám này rồi. Thì quý vị, đám này bây giờ cũng đang bị chia rẽ, đang bị chia rẽ trầm trọng. Do đó tôi nói là năm nay cái quyền lực đường phố, tôi chứng kiến được sự phá sản của nó. Tôi chứng kiến được sự phá sản gần như là hoàn toàn của cái đám gọi là kích động về cái đám đông, dùng cái đám đông đường phố để biến thành quyền lực của họ. Thì bây giờ quý vị, nó hoàn toàn gần như là tan rã, không kích động được. Đó, bây giờ kích động trắng đen cũng không được, kích động xả súng trong trường học cũng không xong. Rồi bây giờ tới việc vụ án của Palestine và Do Thái cũng đang bị xẹp hết rồi. Thì bây giờ nó đang hy vọng cái đại hội đảng của Đảng Cộng Hòa vào tháng tới và cái đại hội đảng của Đảng Dân Chủ vào tháng 8. Nếu mà hai cái đại hội đảng này diễn ra suôn sẻ, không bị kích động, thì coi như là đám này, coi như là quý vị, mất trắng quyền lực. Đám truyền thông cũng mất trắng quyền lực. Đám truyền thông khai thác được người xem, khai thác được lượng view là nhờ những cái biến động này, nhờ những cái biến động trên đường phố này. Bây giờ quý vị không có cái gì ngóc đầu nổi hết. Thậm chí bây giờ nhiều người da đen họ nhận ra được họ bị lợi dụng. Họ bị lợi dụng lòng thù hận. Và họ thấy được sự trả thù. Và họ thấy rằng đây không phải là cái điều họ muốn. Điều họ muốn là một cuộc sống thăng tiến. Điều họ muốn là gia đình có được một cái chỗ êm ấm. Và điều họ muốn là một việc làm vững chắc, bảo đảm cái đời sống kinh tế. Họ không muốn cuộc sống họ bị đẩy vào sự hỗn loạn. Nhiều người da đen đã nhận ra. Họ đã nhận ra được tất cả những cái bộ mặt trái của những cuộc biểu tình trên đường phố mà họ gọi là cuộc cách mạng. Revolution. Nhưng nó không phải là cuộc cách mạng. Nó chỉ là một cái âm mưu lật đổ một cái xã hội, hoặc là gây hỗn loạn cho một cái xã hội, hoặc là tạo quyền lực cho một thiểu số ở trên quốc hội và trên hành pháp thôi. Chứ không có cuộc cách mạng nào cả. Không có một cuộc cách mạng nào cả. Nhưng nó vẫn dùng những cái mỹ từ rất đẹp là cách mạng. Revolution. Thì quý vị, nhưng mà bây giờ người dân và kể cả những người da đen và kể cả những đứa trẻ, nó không còn bị cái ngôn ngữ bịp bọng nữa. Họ không còn bị những cái ngôn ngữ đẹp đó bịp bọng nữa. Bây giờ họ nhận ra được ai mang lại cái sự thịnh vượng cho họ, ai mang lại sự an toàn cho gia đình của họ, ai mang lại sự an toàn cho xã hội cộng đồng họ sinh sống, thì họ ủng hộ cho người đó. Chứ họ, và họ biết được rằng thay đổi hiện trạng đất nước không phải là những cuộc biểu tình trên đường phố, mà thay đổi hiện trạng đất nước là lá phiếu của họ. Lá phiếu quyết định tất cả mọi thứ. Do đó quý vị, gần như năm nay là cái đám kích động này dùng đủ mọi cách nhưng mà vẫn không làm được. Cho tới giờ phút này. Quý vị nên nhớ là cái vụ án của George Floyd khởi đi từ tháng này. Tháng 6. Năm 2020 khởi đi từ tháng 6. Nó happen từ đầu năm. Nhưng kéo dài tới tháng 6 nó bùng nổ. Còn bây giờ quý vị thấy rõ ra. Chưa có một cái biến động nào cho chúng ta thấy là nó bùng nổ cả. Do đó tôi nói năm nay chúng ta sẽ chứng kiến được sự thay đổi của nước Mỹ. Và sự thay đổi này nó cũng chỉ lặp lại lịch sử của thập niên 70-80. Và bây giờ nó được lặp lại ở năm 2024. Là sau hơn 40 năm nó lặp lại. Và chắc chắn nước Mỹ, giống như tôi nói, họ có cái hệ thống điều chỉnh rất hay, tự điều chỉnh của xã hội. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài phân tích ngày hôm nay, cho thấy rằng là đám đông quyền lực đường phố đã bị tiêu trừ quyền lực của họ khi họ không kích động nổi những cuộc bạo loạn, những cuộc biểu tình và những cái cuộc gọi là quấy rối ngoài xã hội. Và điều này cho thấy dân Mỹ đã bắt đầu nhìn ra được, và nó là một cái điều lịch sử lặp lại của thập niên 80-70. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.